Tôi qua cái nội dung thứ hai của cái chương này là tôi bắt đầu đi vào các cái loại chi phí. Thứ nhất là người ta phân loại chi phí thành hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Thứ hai là người ta phân thành chi phí khả biến, bất biến và chi phí hỗn hợp. Khả biến, bất biến, hỗn hợp hay người ta còn gọi là chi phí khả biến, còn gọi là biến phí. À, khả biến ta còn gọi là biến phí. Chi phí bất biến người ta còn gọi là định phí. Cái này còn gọi là định phí. Chi phí hỗn hợp tức là nó bao gồm cả biến phí và định phí. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ, cách phân loại thứ ba. Cách phân loại thứ tư là theo chi phí sai biệt, chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội và chi phí chìm. Cách phân loại tiếp theo là chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được, vân vân. Thế bây giờ tôi vào cái cách phân loại thứ nhất là phân loại theo chi phí. Tôi vào cái cách thứ nhất là phân loại theo chi phí trực tiếp, gián tiếp. Thì chính hồi nãy chúng ta nói đó, các anh chị học trong nguyên lý kế toán rồi, ta có đây chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí khác. À, chi phí khác ví dụ như là chi phí sản xuất chung, ví dụ như là chi phí về bán hàng, chi phí về quản lý doanh nghiệp. À, thế thì riêng hai cái chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công này ta gọi đó là chi phí trực tiếp, bởi vì hai chi phí này ta có thể ghi trực tiếp cho sản phẩm có liên quan. Thí dụ như là vải để may áo sơ mi là chi phí nguyên vật liệu ghi trực tiếp cho vải, cho áo sơ mi. Vải để may quần tây ta có là chi phí nguyên vật liệu ghi trực tiếp cho sản phẩm quần tây. Chi phí nhân công cũng vậy, lương của công nhân may áo sơ mi ta ghi trực tiếp cho chi phí áo sơ mi. Lương của công nhân may quần tây ta ghi trực tiếp cho sản phẩm quần tây. Như vậy hai cái chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công là hai cái chi phí trực tiếp ta ghi trực tiếp được. Nguyên lý kế toán các anh chị nói là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp, phải không ạ? Rồi, như vậy thì cái chi phí khác này nó là chi phí gián tiếp. À, chi phí khác này là chi phí gián tiếp. Ta sẽ ghi các cái chi phí khác có liên quan cho cái gọi là chi phí sản xuất chung, cho cái phân xưởng sản xuất mà ta hay gọi đó là chi phí sản xuất chung. Cho cái bộ phận quản lý doanh nghiệp hay người ta gọi đó là chi phí quản lý doanh nghiệp, cho bộ phận bán hàng để người ta gọi đó là chi phí bán hàng. À, như vậy thì chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí gián tiếp. Nó sẽ được phân bổ cho các cái loại sản phẩm dịch vụ có liên quan. Đó. Thì đấy là cách phân bổ chi phí trực tiếp và gián tiếp. Các chị chỉ nhớ giùm tôi nguyên vật liệu và nhân công. À, ta có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Còn nguyên vật liệu mà dùng cho sản xuất chung hay nhân công cho bộ phận sản xuất chung hay là những chi phí khác, điện nước tiêu hao rồi dịch vụ mua ngoài vân vân đó, dùng cho bộ phận sản xuất ta gọi đó chung là chi phí sản xuất chung. Và cái chi phí trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp người ta gọi đó là chi phí ban đầu, tại vì nó được ghi ngay từ đầu vào các cái sản phẩm có liên quan. Còn cái chi phí sản xuất chung này thì người ta còn gọi đó là chi phí chuyển đổi, tức là nó phải được phân bổ cho các cái sản phẩm khác, phân bổ cho sản phẩm A, cho sản phẩm B, cho sản phẩm C, vân vân. Này thì dễ rồi. Khi chúng ta phân biệt thành chi phí trực tiếp, gián tiếp là để cho chúng ta biết cách tập hợp và phân bổ các cái chi phí chính xác vào các cái đối tượng chịu chi phí có liên quan. Có cái phần chi phí này có thể nó mới lạ với các anh chị nếu các anh chị chưa học cái môn kế toán quản trị. Là chi phí được phân loại theo cách ứng xử của chi phí. Nghĩa là chi phí có thay đổi không khi mà mức độ hoạt động thay đổi. À, khi mức độ hoạt động tăng lên thì chi phí có tăng lên không? Khi mức độ hoạt động giảm xuống, chi phí có giảm xuống không? Ta gọi đó là chi phí được phân loại theo cách ứng xử. Thì ta đây có ba loại: chi phí khả biến hay còn gọi là biến phí, chi phí bất biến hay còn gọi là định phí và chi phí hỗn hợp.
bao gồm cả biến phí và định phí. Biến phí là những chi phí thay đổi theo mức độ của hoạt động. Thay đổi theo sự thay đổi của mức độ hoạt động. Nghĩa là khi mức độ hoạt động tăng lên, chi phí tăng lên, mức độ hoạt động giảm xuống, chi phí giảm xuống. Thì ví dụ cho biến phí, và thường nhất đối với biến phí ở đây là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Các anh chị may một cái áo hết 1 mét vải. Các anh chị may 10 cái áo sẽ hết 10 mét vải. May 100 cái áo sẽ hết 100 mét vải. Đúng không nào? Như vậy thì cái chi phí về vải nó thay đổi theo cái sản lượng áo mà chúng ta may ra. Ta gọi chi phí về vải, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí khả biến, hay gọi là biến phí. May một cái áo hết 2 giờ lao động. Như vậy may 10 cái áo sẽ hết 20 giờ lao động. May 100 cái áo sẽ hết 2.000 giờ lao động. Như vậy thì cái thời gian lao động, cái chi phí về lao động của công nhân, chi phí về tiền lương của công nhân, nó thay đổi theo cái số lượng sản phẩm áo mà các anh chị may. Như vậy thì chi phí về lao động trực tiếp cũng gọi là biến phí. Nó cũng là biến phí, nó thay đổi theo sản lượng. Nhưng ngược lại có những chi phí nó không hề thay đổi, hoặc có thay đổi nhưng mà rất ít thay đổi theo cái mức độ hoạt động. Thì chi phí đó ta gọi là bất biến, hay còn gọi là định phí. Định phí là những chi phí không thay đổi hoặc là ít thay đổi theo mức độ hoạt động thay đổi. Ví dụ như định phí đây là gì ạ? Định phí đây là gì? Cái rõ nhất đối với định phí chính là khấu hao. Đúng không nào? Cái rõ nhất đối với định phí chính là khấu hao. Tại vì hiện nay đó, theo Bộ Tài chính quy định thì tôi thấy là các doanh nghiệp thường hay trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tức là lấy tổng nguyên giá tài sản cố định chia cho tổng thời gian sử dụng, ta có được mức khấu hao bình quân một năm. Như vậy thì năm nào vậy sản xuất nhiều hay ít đều khấu hao cùng một cái số như nhau. Ta gọi định phí chính là cái khấu hao này, chính là định phí. Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị, chi phí lương của nhân viên bán hàng, lương của nhân viên bán hàng là biến phí hay định phí? Thưa cô, chi phí của người nhân viên bán hàng đó là biến phí. Rồi, như vậy thì tôi nói với các anh chị như thế này. Cái việc mà phân biệt giữa biến phí và định phí nó không có đồng nhất cho tất cả các doanh nghiệp. Phải không nào? Có doanh nghiệp thì cho cái khoản này là biến phí, nhưng có doanh nghiệp lại cho cái khoản đó là định phí. Là bởi vì thì tùy theo cái cách họ thực hiện thôi. Thí dụ như là ở Long An, tất cả nhân viên bán hàng đều trả lương, cứ giờ anh cứ bán được bao nhiêu hàng, doanh số anh bao nhiêu thì tôi cho anh hưởng phần trăm trên doanh số. Thí dụ như cái ngành bảo hiểm là rất rõ nhất. Bây giờ mình đi làm đại lý bảo hiểm, mình bán các cái hợp đồng bảo hiểm, thì bán được hợp đồng bảo hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm đó trên cái doanh thu của hợp đồng bảo hiểm, trên cái phí hợp đồng bảo hiểm. Thì rõ ràng lúc bây giờ lương mà trả cho các cái anh mà đại lý bán bảo hiểm đó chính là biến phí. Biến phí, phải không nào? Tính theo phần trăm trên doanh số bán. Nhưng mà nếu doanh nghiệp khác, người ta trả lương cho nhân viên bán hàng, thí dụ người ta ổn định, người ta có hai cái cửa hàng thôi, mỗi cửa hàng có hai nhân viên bán hàng để ngồi để bán hàng thôi, thì tháng nào người ta cũng cứ ngồi hai nhân viên đó cứ bán hàng hết, và người ta trả cho cái lương nhân viên bán hàng theo một mức cố định hàng tháng, 2 triệu đồng/tháng, 3 triệu đồng/tháng, miễn sao anh bán được hàng cho tôi, cứ bán hàng cho tôi trong cái cửa hàng đó, và không có đẩy ra cái vấn đề mà cạnh tranh gay gắt về mặt doanh số gì đó, thì lúc bây giờ lương của nhân viên bán hàng lại được gọi là định phí. Nhưng mà ngược lại cũng có những công ty họ trả một cái mức lương cố định cho nhân viên bán hàng để nhân viên bán hàng họ đừng có chán, đừng có bỏ cái công việc, đừng bỏ công ty đi sang chỗ khác, thì họ trả một cái mức lương cố định. Rồi bên cạnh đó họ mới khuyến khích với nhân viên bán hàng là ngoài cái lương cố định này, tùy theo cái doanh số hàng bán được trong kỳ của nhân viên mà sẽ được hưởng cái tỷ lệ phần trăm trên cái doanh số bán. Như vậy thì lúc bây giờ cuối tháng một nhân viên bán hàng lãnh được lương sẽ gồm hai phần, một cái phần lương cố định và một cái phần lương hưởng theo doanh số. Thì lúc bây giờ lương của nhân bán hàng lại được gọi là
hỗn hợp phí. Chi phí hỗn hợp. Đúng nè. À, bởi vì trong cái lương của nhân viên bán hàng lúc bây giờ nó bao gồm cả phần biến phí và cả phần định phí, nó gọi là chi phí hỗn hợp. Hỗn hợp phí. Đó. Một cái ví dụ khác về hỗn hợp phí, ví dụ như là tiền điện thoại. Tiền điện thoại. Điện thoại thì phần định phí là phần nào? À, điện thoại, chi phí điện thoại đó thì định phí chính là cái khoản. Định phí, định phí. Thưa cô, định phí là của cái chi phí điện thoại đó là thuê bao. À, là thuê bao hàng tháng. Phải không ạ? Điện thoại bàn hay điện thoại di động gì đều có cái thuê bao hàng tháng, đó là định phí. Còn biến phí. Biến phí chính là cái chi phí được tính theo cước cuộc gọi, theo cuộc gọi, phải không nào? Theo số lượng cuộc gọi. Đó. Như vậy anh chị cũng phân biệt được chi phí bán hàng là chi phí chi phí điện thoại là chi phí hỗn hợp. Thế tôi hỏi tiền điện trong doanh nghiệp sản xuất, tiền điện đó là biến, định hay là hỗn hợp? Tiền điện. Tiền điện ở trong doanh nghiệp nó là biến phí. Biến phí, tại sao? Dạ. Tại sao? Tại sao? Thì lúc nào sản xuất thì sẽ phải trả, sản xuất nhiều thì sẽ phải trả tiền điện nhiều. Sản xuất ít thì phải trả tiền điện ít. À, đó là tiền điện của bộ phận sản xuất. Nhưng mà điện của bộ phận văn phòng, tiền điện mà của bộ phận văn phòng, bộ phận quản lý thì thường thường nó đều mỗi tháng. Phải không nào? Bởi vì anh có một nhân viên đến văn phòng anh vẫn phải bật đủ mấy cái đèn đó lên. Anh có 5 nhân viên đến văn phòng anh vẫn phải bật đủ mấy cái đèn đó lên. Thế nào anh bảo có một nhân viên tôi bật ngọn đèn thôi, có 5 nhân viên thì tôi mới gật lên 3 ngọn đèn. Như vậy thì cái văn phòng khi có một người nó tối hù à, không ai đến với văn phòng của mình hết. Đúng không nào? Cho nên điện của bộ phận quản lý thì nó lại là định phí. Mà điện của bộ phận sản xuất thì nó là biến phí. Như vậy thì tiền điện trong công ty cũng có thể coi là chi phí hỗn hợp. Phải không? À. À, như vậy là tới đây chúng ta phân biệt được biến phí, định phí và hỗn hợp. Các anh chị nhớ phân biệt cho rõ phần này, bởi vì nó sẽ liên quan đến trong cái chương chương thứ 3. À, chương thứ 3 là ước tính chi phí của mình. Phải không ạ? Phải, chương thứ 3 là ước tính chi phí. Nếu tôi nhớ không lầm là chương thứ tư là ước tính chi phí. Chúng ta sử dụng trở lại các cái khái niệm này ở chương 4, ước tính chi phí nha. Rồi, tôi qua cái khái niệm tiếp theo là chi phí theo sản phẩm và chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Đó, thì những cái chi phí dùng để sản xuất sản phẩm, nhân nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung, tôi gọi đây là chi phí sản phẩm. Bởi vì đây là những chi phí bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong cái kỳ đó. Tất cả những chi phí bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong kỳ, tôi gọi đó là chi phí sản phẩm. Đối với doanh nghiệp sản xuất, còn đối với doanh nghiệp thương mại thì người ta chỉ có mua hàng về để bán hàng đi. Thì đối với sản phẩm mua về, chi phí sản phẩm là cái giá mua và cái chi phí mua hàng. À, đây là trường hợp của doanh nghiệp thương mại. Hồi nãy tôi nói ở đây là doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Còn đối với doanh nghiệp thương mại thì chi phí sản phẩm là chi phí mua hàng và giá mua của hàng. Như vậy thì chi phí thời kỳ là gì? Chi phí thời kỳ là những chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp gọi là chi phí thời kỳ. Cái chi phí sản phẩm với chi phí thời kỳ nó khác nhau cái gì? Chi phí sản phẩm được tính trừ và thu nhập khi nào sản phẩm tiêu thụ. Được tính trừ và thu nhập khi sản phẩm tiêu thụ nó thể hiện ở cái chỉ tiêu là giá vốn hàng bán. Trong nguyên lý kế toán của anh chị đó, đã nói đến cái khái niệm về giá vốn hàng bán. Anh sản xuất ra 100 sản phẩm, anh có chi phí sản xuất của 100 sản phẩm. Nhưng mà nó chỉ được tính để dùng để tính lợi nhuận nếu anh bán đủ 100 sản phẩm. Còn anh sản xuất 100 sản phẩm mà anh bán có 80 sản phẩm, thì anh được tính vào lợi nhuận chỉ có giá vốn của 80 sản phẩm anh bán thôi. Các anh hình dung ra. À, chúng ta sản xuất trong kỳ 100 sản phẩm, ta có tổng chi phí sản xuất của 100 sản phẩm. Nhưng nếu chúng ta bán đủ hết 100 sản phẩm đó trong kỳ, thì lúc bây giờ chi phí sản phẩm được tính trừ và thu nhập và lợi nhuận của cái kỳ đó là toàn bộ một giá vốn của 100 sản phẩm. Nhưng nếu anh sản xuất 100 sản phẩm,
mà anh chỉ bán được có 80 sản phẩm trong kỳ, thì tính trừ vào lợi nhuận, để tính trừ vào thu nhập để tính ra lợi nhuận, anh chỉ tính giá vốn của 80 sản phẩm anh bán thôi. Đó. Vì vậy cái chi phí mà để sản xuất cái sản phẩm đó ta gọi là chi phí sản phẩm, được tính trừ vào thu nhập khi nào sản phẩm được tiêu thụ, và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của cái kỳ tiêu thụ sản phẩm. Trong khi cái chi phí thời kỳ, thì chi phí thời kỳ là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí này được tính hết vào cái kỳ hạch toán đó và cái kỳ phát sinh cái chi phí đó. Ảnh hưởng trực tiếp vào lợi nhuận của kỳ phát sinh chi phí. Các anh chị thấy ha, ở đây ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ phát sinh chi phí, trong khi ở đây thì ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ tiêu thụ sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ tiêu thụ sản phẩm. Còn đây là lợi nhuận của kỳ phát sinh chi phí. Đó, cho nên ta gọi ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ phát sinh chi phí thì ta gọi là chi phí thời kỳ, mà ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ tiêu thụ ta gọi là chi phí sản phẩm. Qua cái khái niệm tiếp theo, các chi phí liên quan đến việc quản trị, tức là việc ra quyết định, thì tôi có thứ nhất là các cái chi phí có liên quan, nó có hai cái đặc điểm là nó khác nhau theo từng án và nó sẽ xảy ra trong tương lai. Các anh chị xem đây, tôi có bốn cái chi phí, có ba cái chi phí liên quan đến việc hoạch định và ra quyết định. Thứ nhất là chi phí chênh lệch, thứ hai là chi phí chìm và thứ ba là chi phí cơ hội. Cái này trong tài liệu của các anh chị có. Chi phí chênh lệch là gì? Là những chi phí khác nhau theo từng phương án, hoặc là những cái chi phí có phương án này mà không có phương án kia. Ta gọi đó là chi phí chênh lệch. Ví dụ như thế này. Tôi có hai phương án, phương án 1 và phương án 2. Thì hai phương án này, phương án 1 doanh thu 1 tỷ rưỡi, tổng chi phí 1 tỷ 380. Phương án 2 tổng doanh thu 1 tỷ 1, tổng chi phí 1 tỷ 040. Cái tổng chi phí của phương án 1 với phương án 2 nó khác nhau ở cái chỗ giá vốn hàng bán khác nhau. Bên này 830 triệu đồng, bên này là 620 triệu đồng. Đơn vị tính là triệu đồng đó. Chi phí bán hàng 350, 220, chi phí quản lý 200. Như vậy thì từ những cái này các anh chị có thể tính ra được cái chi phí chênh lệch giữa hai phương án 1 và 2. Chênh lệch giữa hai phương án 1 và 2 về chi phí là 340 triệu. Cụ thể là giá vốn hàng bán chênh lệch 210 triệu, chi phí bán hàng chênh lệch 120 triệu, còn chi phí quản lý thì hai bên giống nhau. Tổng doanh thu của hai phương án cũng có cái chênh lệch 400 triệu. Đó. Như vậy đây ta gọi là chi phí chênh lệch về giá vốn hàng bán, chênh lệch chi phí bán hàng cũng chênh lệch, hai cái chi phí này chênh lệch tổng cộng thành 210 3 à, cái này 130. Đây là 130 triệu. Đó, các chị có cái khái niệm về chi phí chênh lệch, nghĩa là cái chi phí khác nhau ở giữa hai cái phương án khác nhau, hoặc cũng có thể là những cái chi phí mà phương án này có nhưng phương án kia không có, ta gọi chi phí chênh lệch. Thì cái khái niệm về chi phí chênh lệch này nó dễ thôi, nhưng mà cái khái niệm hồi nãy ta nói là chi phí cơ hội và chi phí chìm, hai cái khái niệm này các chị lưu ý dùng tôi. Chi phí cơ hội là cái thu nhập bị mất đi do chúng ta lựa chọn phương án này mà không chọn phương án khác. Có hai phương án, nếu ta chọn phương án A thì ta bị mất một cái thu nhập, hoặc nếu ta chọn một cái phương án B thì ta bị mất một cái thu nhập. Cái ví dụ mà các anh chị thường thấy nhất, thí dụ như thế này. Ngày hôm nay các anh chị ngày thứ bảy, các anh chị là chưa phải ngày nghỉ phải không nào, các anh chị đến lớp. Nếu mà các anh chị đừng đến lớp để học á,
Các anh chị ở nhà các anh chị có thể ký được một cái hợp đồng. À, mình ở công ty mình làm việc, mình có thể ký được cái hợp đồng mang lại cho mình một cái doanh thu và một cái lợi nhuận khoảng 100 triệu. Nhưng vì đến lớp thì các anh chị không ký được cái hợp đồng đó. À, như vậy bây giờ buổi sáng đứng trước hai cái quyết định, các anh chị sẽ nghĩ rằng hôm nay ta đến lớp hay hôm nay ta ở nhà, ở công ty làm việc. Nếu các anh chị chọn cái phương án các anh chị đến trường, đến lớp, như vậy có phải các anh chị bị mất đi cái hợp đồng mang lại cái lợi nhuận cho mình 100 triệu. À, thì cái 100 triệu bị mất đi đó, tôi gọi đó là chi phí cơ hội. Là bởi vì các anh chị đã chọn cái cơ hội đến lớp, và đến lớp mình học, mình có thêm kiến thức, mai mốt mình có thể mở công ty lớn hơn và mình có thể làm ra được cái lợi nhuận nhiều hơn là cái 100 triệu trước mắt ngày hôm nay. Nhưng nếu các anh chị chọn cái phương án là các anh chị ở lại công ty để làm việc, để ký hợp đồng, thì các anh chị không mất, các anh chị có được cái lợi nhuận 100 triệu đó, không bị mất đi. Nhưng mà các anh chị mất đi một cái cơ hội là có thể có thêm một số kiến thức gì đó phục vụ cho mai mốt cái công việc làm của mình nó được phát triển hơn. À, tôi ví dụ như là nếu chúng ta thiếu cái môn học này, thiếu điểm cái môn học này, các anh chị không được tốt nghiệp. Ví dụ như vậy, tôi ví dụ như vậy thôi chứ không phải là như vậy nha. À, thí dụ như mình trong bao nhiêu môn học của cả khóa này mình chỉ thiếu điểm một môn thôi thì mình không được tốt nghiệp. Vì hôm nay mình không đến lớp cho nên mình không có điểm của cái môn quản trị chi phí này, và vì vậy mình không được tốt nghiệp. Như vậy là các anh chị mất đi cái cơ hội. À, như vậy thì tóm lại cái chi phí cơ hội là cái thu nhập bị mất đi, cái lợi ích bị mất đi do mình chọn phương án này mà không chọn phương án khác. Hoặc là bây giờ các anh chị có hai cái phương án kinh doanh, phương án A, phương án B. Cái phương án A cho các anh chị một cái lợi nhuận là cả hai phương án đều mang lại cái lợi nhuận như nhau. Nhưng mà nếu thực hiện cái phương án A, các anh chị có một cái khách hàng, mà khách hàng này có thể còn mua mình hay là còn đem lại cho mình một cái hợp đồng khác bên ngoài nữa. Cái hợp đồng khác đó trị giá là 50 triệu. Cái phương án B cũng mang cái lợi nhuận giống như phương án A, nhưng mà nếu các anh chị chọn phương án B thì các anh chị không có cái ông khách hàng đó và không có cái hợp đồng bổ sung thêm đó. À, như vậy thì nếu các anh chị chọn cái phương án mà có cái anh khách hàng thì các anh chị có được cái lợi nhuận thêm là 50 triệu. Nhưng nếu các anh chị chọn cái phương án B không có cái anh khách hàng đó, các anh chị mất đi cái lợi nhuận thêm 50 triệu đó. Thì cái lợi nhuận mất thêm 50 triệu đó chính là cái chi phí cơ hội. Đó. À, ở đây tôi muốn lưu ý chi phí cơ hội là cái thu nhập bị mất đi. Tôi gọi là chi phí nhưng mà tôi lại định nghĩa nó là thu nhập. Thu nhập bị mất đi. À, như vậy thì các anh chị thấy rằng là rõ ràng cái chi phí này nó có phát sinh bằng tiền không? Không hề phát sinh bằng tiền. Nó là thu nhập bị mất đi mà. À, nên nó không hề phát sinh bằng tiền. Và nó không phát sinh bằng tiền cho nên người ta không có ghi sổ kế toán. Các chị tìm trong sổ kế toán các chị không thấy cái khoản này. À, và vì không ghi sổ kế toán cho nên người ra quyết định hay bị bỏ quên nó, quên mất có cái chi phí đó. Đó. Thế thì để phục vụ cho cái việc hoạch định và ra quyết định, nhất là khi mà chúng ta phải đứng trước nhiều cái phương án kinh doanh, nhiều cái phương án đầu tư khác nhau, thì cái chi phí cơ hội này sẽ là một trong những cái cơ sở để người ta quyết định chọn phương án này hay không chọn phương án kia. À. Bên cạnh đó, bên cạnh chi phí cơ hội thì lại có một cái khái niệm về chi phí chìm. Chi phí chìm là gì? Là những cái chi phí mà nó đã xảy ra rồi hoặc có thể nó sắp xảy ra. Doanh nghiệp phải gánh chịu dù lựa chọn phương án này, phương án khác đều phải gánh chịu cái chi phí đó. Thì tôi ví dụ về chi phí chìm ở đây như thế này. Bây giờ giả sử như là các anh chị mua được một miếng đất. À, chúng ta thấy có miếng đất nó khá là đẹp mà giá nó cũng khá mềm. Các anh chị mua miếng đất này trị giá là 1 tỷ đồng. À, thì khi mà mua miếng đất này, các anh chị là nghĩ rằng là các anh chị sẽ mai mốt sang năm các anh chị sẽ xây nhà xưởng để tiếp tục cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xây nhà xưởng để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, để mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cho nên mình mua miếng đất này. Và với cái mục đích là tôi sẽ xây nhà xưởng, cho nên là khi mua miếng đất rồi tôi làm một cái hàng rào bao quanh miếng đất.
miếng đất trị giá 1 tỷ, tôi làm cái hàng rào bao quanh miếng đất, cái hàng rào đó tôi bỏ ra 100 triệu để làm cái hàng rào. Xong rồi. Để đó. Đến sang năm, đến năm sau. Thì đến năm sau các chị mới nhận được cái thông tư của cấp trên gửi xuống là cái vùng này không được phép xây dựng nhà xưởng. Theo cái quy hoạch mới của trên đưa xuống, vùng này không được phép xây dựng nhà xưởng. Thì cái vùng mà được không được phép xây dựng nhà xưởng đó, miếng đất của anh chị nằm đúng trong cái vùng đó, nằm trọn trong cái quy hoạch đó, không được phép xây dựng nhà xưởng. Như vậy thì cái ý định ban đầu của anh chị khi mua miếng đất để xây dựng nhà xưởng là nó tiêu tan rồi chứ gì? À, bị hỏng cái ý định đó rồi. Bắt buộc mình phải chuyển cái miếng đất qua đó qua một cái phương hướng khác, một cái phương án khác. Không xây dựng nhà xưởng được. Nhưng mà 1 tỷ mua đất bỏ ra chưa? Bỏ ra rồi. 100 triệu xây dựng hàng rào bỏ ra chưa? Bỏ ra rồi. Phải không nào? Các chị đã bỏ ra 1 tỷ mốt. 1 tỷ bỏ ra muốn đất, các chị đã ghi vào trong là cái tài sản cố định vô hình của mình, giá trị mua miếng đất là tài sản cố định vô hình đã ghi vào đó rồi. 100 triệu xây dựng hàng rào chúng ta đã ghi vào chi phí hoạt động kinh doanh của mình, 100 triệu xây dựng cái hàng rào rồi. Bây giờ đổi phương án kinh doanh, không được làm nhà xưởng ở đây. Giờ làm sao giờ? Các anh chị có hai phương án tiếp theo. À, khi mà nhận được thông tư bên trên xuống, chúng ta có hai phương án tiếp theo. Phương án thứ nhất của mình là bán miếng đất đó đi. Và nếu tôi bán miếng đất đó đi á, thì tôi sẽ thu được là theo giá bây giờ bán miếng đất đó đi, tôi có thể thu được 1,5 tỷ. Cái phương án thứ hai của tôi là tôi không bán miếng đất đó, mà tôi để tôi xây lên các cái phòng trọ tôi cho công nhân thuê. Và nếu cho công nhân thuê thì tôi tính được cái lãi, cái tiền thuê mà tôi thu được hàng tháng là bao nhiêu đó. Cái phương án thứ ba của tôi đưa ra, tôi không bán, tôi không xây nhà trọ. Và bây giờ nó không được xây nhà xưởng thì tôi làm xây dựng trung tâm thương mại. À, hay là tôi xây cái chung cư lên, hay tôi xây cái trung tâm thương mại lên để tôi cho người ta đến, người ta thuê các cái kiosk, người ta bán hàng trên cái miếng đất đó của tôi. Thì khi xây trung tâm thương mại tôi cũng sẽ có một số tiền lời là nhiêu đó, thu nhập hàng tháng tôi nhiêu đó. Thế bây giờ tôi chọn phương án nào? Thì dù các anh chị có chọn phương án 1 là bán miếng đất, hay chọn phương án 2 là xây dựng cái nhà cho công nhân thuê, hay chọn cái phương án thứ ba là xây một cái trung tâm thương mại lên đó, thì cái 1 tỷ mốt bỏ ra ban đầu các anh chị có lấy lại được không? Không hề lấy lại được. 1 tỷ tiền mua đất các anh chị có thể lấy được nếu mà sau này các anh chị bán miếng đất đó đi, các anh chị có thể lấy lại cái 1 tỷ đó được. Nhưng mà cái chi phí hàng rào 100 triệu các anh chị không cách nào lấy lại được hết. Đúng không nào? 100 triệu bỏ ra xây hàng rào không lấy đi được thì cái chi phí đó tôi gọi là chi phí chìm. Có nghĩa là cái chi phí đã xảy ra rồi, các anh chị đã mất rồi, các anh chị không cách nào lấy lại được nó hết. À, các anh chị phải gánh chịu, dù các anh chị có lựa chọn phương án nào đi nữa vẫn phải gánh chịu cái chi phí đó. Cho nên chi phí đó tôi gọi chi phí chìm. À, hoặc là một cái ví dụ khác cho các anh chị hiểu về chi phí chìm. Bây giờ tôi dự kiến là tôi sẽ mở ra hoạt động kinh doanh, tôi mở một cái doanh nghiệp, tiến hành kinh doanh một cái loại sản phẩm ABC nào đó. À, thế thì để mà thực hiện cái dự án tiến hành kinh doanh đó, hoặc là tôi đang là một doanh nghiệp rồi, bây giờ tôi mở ra thêm một lĩnh vực kinh doanh mới nữa. À, thì để mở ra một cái lĩnh vực kinh doanh, một cái sản phẩm mới nữa đó, bắt đầu bắt buộc tôi phải có cái phần mà nghiên cứu. À, ví dụ như là đi nghiên cứu và tìm một miếng đất nào mua để có thể thực hiện cái việc sản xuất kinh doanh cái sản phẩm mới đó. Hay là nghiên cứu cái thị trường của cái sản phẩm mới đó. Hiện giờ cái sản phẩm mới đó đang được thu hút trên thị trường như thế nào? Mình làm ra mới sản phẩm mới đó liệu mình có bán được hay không? Khách hàng người ta có ưa chuộng cái loại sản phẩm đấy không? Các chị phải có một cái công việc gọi là nghiên cứu thị trường. À, và tất cả những công việc nghiên cứu thị trường rồi nghiên cứu miếng đất để tìm mua miếng đất xây dựng cái nhà xưởng cho cái hoạt động kinh doanh mới đó, hoặc là nghiên cứu các cái thủ tục để xin giấy phép đó vân vân. Các thay vì phải làm bây giờ các anh chị thuê một người gọi là cái nhà tư vấn. À, thuê một cái nhà tư vấn, người cái công ty tư vấn này sẽ chịu trách nhiệm là nghiên cứu cả về mặt thủ tục pháp lý, nghiên cứu cả về mặt quy hoạch đất đai để tìm mua miếng đất, nghiên cứu cả về mặt thị trường của cái loại sản phẩm này. Cái công ty tư vấn đó nên họ nhận, họ tư vấn, họ làm hết mọi cái nghiên cứu rồi cho các anh chị, và họ lấy cái chi phí tư vấn đó là 200 triệu. Và các anh chị đồng ý đã thuê tư vấn rồi, bỏ ra cái chi phí tư vấn 200 triệu rồi.
Bây giờ các anh chị người ta mới đưa ra, sau khi nghiên cứu xong người ta mới nói là cái phương án này có thể có lãi, đem lại làm mua miếng đất chỗ này, xây dựng nhà xưởng kinh doanh chỗ này như vậy thì các anh chị sẽ có lãi hàng năm là bao nhiêu. Thì bây giờ các anh chị mới thấy rằng là sau khi người ta nghiên cứu rồi thì người ta thấy là mình mới thấy đánh giá rằng người ta nói vẫn có lãi đó, nhưng mà với tổng vốn mình bỏ ra đầu tư như vậy mà cái lãi mang lại đó thì nó không, đối với mình nó không hiệu quả, tại vì cái suất sinh lời trên vốn nó thấp quá, nó không hiệu quả, cho nên tôi không chọn phương án này nữa, tôi đi tìm một phương án khác kinh doanh. Thì dù các anh chị có chọn cái phương án mà các anh chị đang nghiên cứu này hay các anh chị không chọn nó mà đi tìm một phương án khác thì cái chi phí thuê nhà tư vấn đó các anh chị cũng đã bỏ ra rồi, đúng không nào? Bỏ ra rồi thì cái chi phí tư vấn đó tôi gọi đó là chi phí chịu, nó đã xảy ra, dù muốn hay không các anh chị vẫn phải gánh chịu nó, chọn phương án nào đi nữa các anh chị vẫn phải gánh chịu nó, bởi vì nó đã xảy ra rồi và nó đã được chi thẳng bằng tiền rồi, nó có trong sổ sách kế toán rồi. Chọn nó hay không nó các anh chị vẫn phải gánh vác, thì cái chi phí đó tôi gọi là chi phí chịu. Từ đó các anh chị thấy hai cái chi phí mà nhà quản trị người ta thường hay gặp lại khi mà chọn cái phương án kinh doanh, chính là chi phí cơ hội và thứ hai là cái chi phí chịu. Đó. Thì ở đây các anh chị nhớ phân biệt cho rõ hai cái loại chi phí này. Hồi nãy cô có nói cái ví dụ một đó cô ạ. Là cái khi mà mình cái hàng rào và cái vấn đề hàng rào á, mà cô nói là coi như là không thể nào thu hồi được, nhưng mà cái khi mà mình cái ví dụ đó mà nếu nó xảy ra mình bán được cái miếng đất đó rồi, mình thu hồi lại được cái hàng rào đó, mình đưa về mình nhập kho nguyên vật liệu thì cái lúc đó là mình thu hồi được, thì nó có còn gọi là chi phí chịu nữa không? Nó là như thế này nè anh, khi anh mua, tôi giải thích lại rõ hơn, khi anh mua miếng đất 1 tỷ thì cái tiền mua miếng đất 1 tỷ anh ghi tăng tài sản cố định vô hình, đúng không? Đó là tài sản cố định của anh. Thì sau này khi anh bán miếng đất anh thu lại được tiền, thì có thể là anh bán cũng 1 tỷ coi như anh hòa vốn, anh bán được cao hơn coi như anh có lời, anh vẫn ghi nhận cái lãi trong cái việc bán miếng đất đó của anh, bán cái tài sản cố định đó rồi ha. Còn cái chi phí xây dựng hàng rào đó, người ta không cho phép anh ghi vào trong cái tài sản cố định. Không cho phép mình ghi vào tài sản cố định, mà phải ghi vào cái chi phí của hoạt động kinh doanh. Như vậy thì cái chi phí đó đã tính vào hoạt động kinh doanh rồi, của năm nay rồi. Nó đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm nay rồi. Đó là khoản chi phí mà khi mà chi phí phát sinh là coi như anh bị mất, anh bị cái lãi của anh bị giảm xuống. Nếu không có chi phí đó thì cái lãi anh không bị giảm. Phát sinh cái chi phí này cho nên cái lãi của anh bị giảm xuống. Cho nên tôi gọi đó là chi phí chìm, bởi vì chi phí đó đã mất rồi. Sau này anh có chọn phương án nào trên cái miếng đất đó đi nữa, anh vẫn không thu hồi lại được cái chi phí về hàng rào. Còn cái anh thu hồi được là gì? Chẳng qua giống như cái phế liệu về hàng rào xây dựng đó thôi, đúng không nào? Nó không thể nào bằng được đúng với lại cái chi phí về hàng rào ban đầu anh bỏ ra. Và nếu mà thí dụ như giờ anh bỏ ra tiền để xây dựng cái hàng rào 100 triệu, sau này nếu mà anh bán miếng đất nó đi, anh thu tiền thì anh chỉ bán, anh thu tiền là tiền miếng đất thôi, cho nên anh chỉ tính cái chênh lệch tiền anh mua với tiền anh bán miếng đất thôi, chứ anh không tính được cái phần chênh lệch đó cộng chung trong cái chi phí hàng rào. Anh nhớ dùm tôi là hai cái khoản này anh ghi vào kế toán, anh ghi ở hai khoản khác nhau, phải không? Nếu mà anh mua đất thì tiền mua miếng đất đó anh ghi vào tài sản cố định vô hình, tức là tài khoản 213. Còn cái chi phí anh làm hàng rào anh ghi vào chi phí hoạt động kinh doanh của anh. Chi phí hoạt động kinh doanh của anh. Anh có thể ghi vào tài khoản 642 hoặc là ghi vào tài khoản 821. Đó. Nó nằm ở tài khoản khác, tài khoản chi phí. Thì sau này khi anh bán miếng đất đi thì anh chỉ cân đối giữa cái giá bán với giá mua miếng đất của anh để anh tính lãi trên cái miếng đất anh mua thôi. Cái hàng rào này anh xây dựng 100 triệu, sau này anh có thể bán phế liệu, bán sắt vụn hàng rào, kẽm thép gai gì đó đó. Thì anh bán anh thu được bao nhiêu? Thí dụ anh thu được 10 triệu. Thì 100 triệu trừ đi 10 triệu anh coi như chi phí chìm, còn lại của anh chính là 90 triệu. Đó, nhìn trên bảng thì các anh chị thấy là chúng ta có các phân loại tiếp theo là phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát. Thì ở đây chúng ta có hai loại chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được. Thì chi phí kiểm soát được là những chi phí mà cái cấp quản trị của cái cấp đó có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm trên cái chi phí đó.
Còn chi phí không kiểm soát được có nghĩa là cấp quản trị không có quyền ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về cái chi phí đó. Ví dụ như thế này, tôi nói là một công ty có 3 cửa hàng, một công ty có 3 cửa hàng chuyên môn bán sản phẩm của công ty. Như vậy thì cái chi phí quảng cáo ở dưới cửa hàng hay chi phí nhân viên ở dưới cửa hàng chính là chi phí kiểm soát được của cửa hàng trưởng cửa hàng đó. Còn chi phí quảng cáo, chi phí nhân viên ở trên văn phòng công ty là chi phí kiểm soát được của văn phòng công ty. Và như vậy thì đối với cửa hàng không có quyền kiểm soát cái chi phí quảng cáo chung của toàn công ty, cũng không có khả năng kiểm soát cái chi phí nhân viên của toàn công ty, mà chỉ có khả năng kiểm soát chi phí quảng cáo trong bản thân cửa hàng mình, kiểm soát cái chi phí về nhân viên, tuyển 1 hay 2 nhân viên bán hàng hay 3 nhân viên bán hàng thuộc phạm vi cửa hàng của mình. Như vậy thì nói lại, chi phí kiểm soát được là chi phí mà cái cấp quản trị trực tiếp đó có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm trên cái chi phí đó. Chịu trách nhiệm có nghĩa là đến khi đánh giá hiệu quả kinh doanh, chi phí đó cao hay thấp làm cho cái thu nhập, cho cái hiệu quả kinh doanh của bộ phận mình cao hay thấp. Đó thì chịu trách nhiệm có nghĩa là như thế. Rồi.